Thưa quý vị và các bạn, trong số 16 cá nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân năm 2016, Thừa Thiên Huế vinh dự có hai cá nhân được nhận danh hiệu cao quý này, đó là nghệ nhân Nguyễn Văn Sính, nghề đúc đồng, và Lê Văn Kinh, nghề thêu. Trong tiết mục văn hóa tuần này, mời các bạn cùng gặp gỡ những nghệ nhân tài hoa và nghe họ chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề. Bước vào tuổi 88, nhưng nghệ nhân Lê Văn Kinh đã gắn bó với nghề thêu tay gần 80 năm. Nhìn nhận những đóng góp của ông với nghề thêu tay Việt Nam, các chuyên gia UNESCO gọi ông là bảo vật nhân văn sống. Ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Danh tướng Trần Bình Trọng, Ông Đồ, Mưa dầm gió bấc, Vinh quy bãi tổ, các bức tranh thêu phong cảnh xứ Huế. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là bức tranh thêu thi phẩm Cạo tật thì chủng của Mạng Giác Thiền Sư, thêu bằng 18 thứ tiếng, được ông thực hiện trong 10 năm và đã được xác lập kỷ lục Việt Nam. Nghệ nhân Lê Văn Kinh sinh ra trong một gia đình có ông nội và cụ thân sinh làm nghề thêu. Khi mới 10 tuổi, ông bắt đầu học nghề và được thừa hưởng những kỹ năng trong từng đường kim mũi chỉ từ những người thợ tài năng trong gia đình. Tôi sẽ được thuận lợi hơn. Thì cha làm nghề, ở nhà lại có một nhóm thợ. Thì hàng ngày đi học về thì nhìn qua gần như thuộc bài vở một phần. Nhưng mà ông thân tôi có cái đặc điểm là không được hỏi, không dạy, bằng cách phải nhìn vào những người thợ làm rồi bắt chước làm theo, hư đâu sửa đó. Chính nhờ phải tự tìm tòi lấy, tự yêu biết để mà theo, nhờ đó cùng thuận lợi cho mình trong tương lai về sau. Không chỉ thể hiện sự khéo léo tinh tế qua hàng ngàn tác phẩm rất có giá trị về chủ đề đất nước quê hương mà nghệ nhân Lê Văn Kinh đã thực hiện, ông còn là người có công rất lớn trong phục hồi nghề thêu xứ Huế sau năm 1975. Khi đó, nghề thêu đang đối mặt với sự mai một, và chính ông đã đi đến với mọi miền quê, truyền dạy những kỹ năng nghề nghiệp, khơi dậy tình yêu, nhiệt huyết cho nhiều thế hệ học trò để hồi sinh những làng nghề thêu. Khi giải phóng, thì nhà nước tình thương thương mình sát nhập và tuyển mộ tôi làm tôi cán bộ dạy thêu lưu động. Tôi đã đứng từng đào tạo cho tỉnh Thừa Thiên Huế, rồi ra đến Quảng Trị, Quảng Bình, trên 100 ngàn thợ thêu. Và về sau đó, các tỉnh bạn đã nhờ cái số lượng công nhân của Huế, số lượng công nhân đó phát triển nghề thêu. Cùng với nghề thêu, nghề đúc đồng ở Huế là một nghề truyền thống đã hình thành và phát triển trong nhiều thế kỷ qua. Trong số những người thợ giỏi, tài hoa, gắn bó với nghề truyền thống này, phải kể đến nghệ nhân Nguyễn Văn Sính ở phường Đúc, thành phố Huế. Ông là truyền nhân đời thứ 11 trong dòng họ theo nghề kể từ khi ngài Nguyễn Văn Lương, thủy tổ dòng họ làm nghề đúc kinh nhân theo chuộc Nguyễn Hoàng vào trận thủ vùng đất Thuần Hóa. Theo học nghề từ năm 17 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Sính đã có hơn 60 năm gắn bó với nghề. Ông đã đúc thành công nhiều tác phẩm để đời như tượng Đức Trần Hưng Đạo, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng Bác Tôn Đức Thắng. Và hầu hết những đài hồng chung trong cả nước đều do ông thực hiện. Nổi tiếng nhất là đài hồng chung lớn nhất khu vực Đông Nam Á, có trọng lượng 30 tấn, cao 5,4 m, đường kính 3,4 m của chùa Bài Đỉnh, Ninh Bình, được ông đúc. Để có được thành công như ngày hôm nay, nghệ nhân Nguyễn Văn Sính cũng đã trải qua những ngày tháng khó khăn vất vả để học nghề, lĩnh hồi những kỹ năng, tinh hoa nghề đúc truyền thống của dân tộc. Học được cái nghề nghiệp của thời kỳ đó là cả một vấn đề. Tất cả các mặt hàng đến phương tiện đúc, làm nguội cho đến ra mặt hàng đều là mặt tay hết, chứ không có một cái máy móc gì hết. Thành học nghề với ông, vì ông già là ông rất nghiêm khắc, làm với ông thời gian với ông là 4 năm. Và một thời gian sau đó thì tôi đi từ đây vô tới Đà Nẵng, vô tới Nha Trang, vô tới thành phố Hồ Chí Minh, tôi học nghề. Thì phải nói là cái học nghề với tôi thì cái gì người ta hay thì mình nhận học đem về
áp dụng trong cái công thức của mình. Khi tâm sự về nghề, điều mà nghệ nhân Nguyễn Văn Sỉnh tâm đắc nhất đó là những kỹ năng nghề nghiệp ông tích lũy được và ý thức gìn giữ nghề truyền thống của cha ông đã được ông truyền thụ lại cho thế hệ tiếp nối. Thời gian sau này, khi tham gia hợp tác xã, thì tất cả những mạnh khỏe nghề nghiệp của tôi trong hợp tác xã 70 người, tôi đều kéo tệ, tôi chỉ hết toàn bộ, không giữ lại một cái gì hết. Vì mình nghĩ rằng cái gì mình tìm ra được đều mình chỉ hướng dẫn cho anh em. Thì nói chung là dù ít dù nhiều, gần hết cả phương đúc này đều có lãnh hội ý kiến của tôi và trong quá trình sản xuất của tôi ra. Không chỉ là những người có những đóng góp lớn trong việc lưu giữ những tinh hoa văn hóa dân tộc, văn hóa Huế qua các tác phẩm và sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, tinh xảo và hoàn mỹ, thế hệ nghệ nhân nhân dân Lê Văn Kinh, Nguyễn Văn Sỉnh là những tấm gương sáng về tình yêu dành cho nghề, về tinh thần từ học tập, lao động, sáng tạo để đạt được thành công trong nghề nghiệp. Hiện nay, rất cần những chính sách hợp lý, kịp thời từ cả cấp ngành chức năng để giúp các nghệ nhân sử dụng, phát huy hiệu quả những tri thức nghề nghiệp đang được họ nắm giữ đối với việc bảo vệ, phát huy những giá trị tinh hoa nghề truyền thống của địa phương.